mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một đôi găng tay hở ngón như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len mucotom nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có hai cụm màu trắng và một cụm màu xanh. Và khi móc lên mình dùng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền găng tay cho mình. Thì để móc được phần viền găng tay, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đây các bạn sẽ dùng kim móc và quấn vào len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 12 mũi móc xích. 1 2 3 Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 12 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua chim móc đầu tiên, đâm vào chim móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và để móc vòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Ở đây, ở dòng thứ hai này, các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới của chân mũi đầu tiên, sau thì kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai, các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 12 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 30. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 30 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ ấp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của dòng thứ 30 này và đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất. Sau đó thì kéo mũi đầu tiên của dòng thứ 30 qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất này. Tiếp theo đó là móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mỗi dòng và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi dòng và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Thì ở dòng bên trên các bạn đâm vào chân mũi thứ bao nhiêu thì ở dòng bên dưới các bạn cũng sẽ đâm vào chân mũi tương ứng, và mình sẽ lặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã nối xong các chân mũi của dòng thứ nhất và các chân mũi của dòng thứ 30 lại với nhau rồi. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần viền găng tay rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân cho chiếc găng tay. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần viền. Đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc đơn. Như vậy, ở đây mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Và để móc dòng thứ nhất của phần thân, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào dòng thứ 30 này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào dòng kế tiếp, cũng chính là chân mũi kế tiếp, và móc lên cho mình một mũi nối kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi nối kép cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất, thì tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên được tính là một chân mũi. Thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 30 chân mũi. Và để
kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của 10 móc xích thứ hai nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phòng móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai, móc lên cho mình một mũi nữa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi nữa kép cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, mới dòng thứ ba cách móc cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là ở dòng thứ ba các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư. Và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ bắt đầu tạo phần lỗ cho ngón cái. Và cụ thể cách móc dòng thứ tư sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phòng móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này, móc lên cho mình một mũi nữa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, các bạn không cần đâm vào cho mũi móc xích thứ hai và móc cho mình một mũi dời, mà các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình dòng thứ năm luôn. Và để móc dòng thứ năm, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên cho mình một mũi nữa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là các dòng bên dưới, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ năm và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ năm và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, cũng chính là mũi móc xích thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi nữa kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ sáu, và bắt đầu từ dòng thứ sáu này trở đi thì các bạn sẽ làm lại các bước xen kẽ của dòng thứ tư và dòng thứ năm, và các bạn sẽ làm lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ tám. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 30 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tám nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tám rồi thì các bạn đã tạo xong phần lỗ. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ hai nằm ở đây. Sau thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9, và để móc dòng thứ 9 trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc cho mình một mũi dời. Sau đó thì móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào chân mũi thứ hai này, móc cho mình một mũi nữa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 9 và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, chân mũi mà các bạn đã móc lên 2 mũi móc xích ở dòng thứ 8 á. Sau đây các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi nữa kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 9 rồi. Và để kết thúc dòng thứ 9 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ hai nằm ở đây. Sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 10. Và cách móc dòng thứ 10 sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu xanh và móc phần viền găng tay cho mình. Thì để móc được phần viền găng tay, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên. Sau đó thì dùng lên màu xanh này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ 10. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên phần viền cho mình, và để móc lên phần viền trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu rồi thì các bạn đã móc xong phần viền. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại cho mình.
Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục dùng len màu xanh này và tạo phần nơ cho mình. Thì để tạo được phần nơ, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó thì gảy lên cho mình tổng cộng là 16 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gây lên đủ cho mình 16 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ mở qua cho mình 8 chân móc xích đầu tiên, sau đó thì đâm vào chân móc thứ 9 này, kéo liền qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 8 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi thứ 9 này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 7 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ kết liên lại bằng cách làm móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Thì sau khi mà các bạn đã gắn xong phần nơ rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc găng tay rồi. Với chiếc găng tay còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn, mà nó chỉ khác một chỗ là bên phía phần lỗ thì nó sẽ ngược lại so với lại găng tay phía bên tay phải. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một đôi găng tay hở ngón như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.